Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp hàng nông sản trên địa bàn huyện Tân Châu. Điển hình là trộm mãng cầu tại khu vực các xã Tân Hưng, Tân Phú và Tân Hội. Tình hình trên đã gây hoang mang trong các hộ sản xuất, người lao động chân chính, cũng như làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của hộ gia đình, các công ty, nông trường trên địa bàn huyện. Để kịp thời phòng chống và trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện, trong đó có trộm cắp và thu mua mãng cầu trái phép, Công an huyện Tân Châu đã triển khai các biện pháp nhằm xử lý tình trạng này gây mất an ninh trật tự. Bà con trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hội chủ yếu trồng mãng cầu. Riêng trên địa bàn xã Tân Hưng có khoảng 1.500 hectare mãng cầu. Thời gian gần đây, bà con gặp khó khăn trong việc canh giữ vườn mãng cầu gần ngày thu hoạch do nạn trộm cắp mãng cầu thường xuyên diễn ra. Khi mà sắp tới thu hoạch, vườn mãng cầu là sắp chín á, là đối tượng trộm này nó sẽ đi khảo sát trước, sau đó nó có chuẩn bị xe, phương tiện, người, rồi nó sẽ canh cái chủ vườn để là trộm cắp, lấy rất là nhiều của bà con nông dân, có thể là hàng tấn luôn á. Đơn cử vụ việc trộm mãng cầu xảy ra trên địa bàn ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 9. Ông Dương Tiền Trang phát hiện hai đối tượng hái trộm mãng cầu trong vườn nhà mình. Ông Trang tri hô và cùng người dân truy đuổi bắt được đối tượng Nguyễn Phúc Tâm. Công an thu giữ 65 kg mãng cầu Thái được hội đồng định giá hơn 3 triệu 575 ngàn đồng. Công an huyện Tân Châu đang tiếp tục điều tra và truy tìm đồng phạm với Tâm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tình trạng trộm cắp mãng cầu xảy ra thời gian qua không chỉ làm ảnh hưởng tâm lý thiệt hại về tài sản mà còn khiến người dân tăng chi phí bảo vệ vườn cây. Nếu không được điều tra làm rõ, xử lý dứt điểm để răn đe sẽ làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, dẫn tới bức xúc, hoang mang trong nhân dân. Tôi có 14 mẫu đấy, nhưng mà hiện tại là đang thu hoạch mãng cầu, mà cái tình trạng trộm cắp quá nhiều, chú đục cửa để lấy, mang bao vào bẻ, đấy. Và có thể một đêm nó hoạt động nó bẻ cả tấn mãng cầu kìa, một tấn này hiện tại bây giờ là có 30 triệu một đêm, thế cho nên mà cái đội ăn cắp ăn trộm đây là nó hung dữ lắm, đấy. Bây giờ hiện tại là chúng tôi nhờ chính quyền, công an hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi còn làm ăn, tăng gia sản xuất. Do đó, ngay khi tiếp nhận trình báo của các bị hại những vụ việc như trên, lực lượng công an ở cơ sở đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thống kê thiệt hại, khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản, đồng thời mời những người có liên quan tới làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác xác minh. Đối với vụ trộm mãng cầu tại Tân Hưng, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phúc Tâm, 27 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh về tội trộm cắp tài sản. Để kịp thời phòng chống và trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn huyện, trong đó có trộm cắp và thu mua mãng cầu trái phép, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường xuyên nắm tình hình khai thác sản xuất kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn quản lý, rà soát và lập danh sách các điểm thu mua hàng nông sản không có giấy phép. Ở ủy ban xã thì đã chỉ đạo cho lực lượng công an để phối hợp với các ngành ban ngành đoàn thể của xã để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, đồng thời là chỉ đạo cho lực lượng công an trực tiếp là chủ trì thực hiện các cái biện pháp là nắm tình hình cũng như là âm mưu thủ đoạn của cái loại tội phạm này để thực hiện việc tuyên truyền cho bà con để phòng ngừa cảnh giác, đồng thời là cũng giao cho lực lượng công an ở xã là chủ trì phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, là đặc biệt là các cái tổ an ninh trật tự ở cơ sở là phối hợp để tuần tra truy quét cũng như là nhằm để phát hiện các cái đối tượng trộm cắp là để xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, lực lượng công an xã thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp trộm cắp, mua bán và vận chuyển nông sản trái pháp luật, đẩy mạnh công tác củng cố hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng đối với các đối tượng vi phạm.
Đồng thời, công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của người dân. Với diện tích vườn hơn 20 hectare, trong đó có 6 hectare mãng cầu đang chờ ngày thu hoạch, ông Giao Chăn Luận ở ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng đã chủ động tìm giải pháp bảo vệ vườn. Bản thân tôi là bây giờ tôi phải treo đèn vòng vòng với cho người thuê hộ mà với làm bằng rào nữa. Lực lượng công an xã thị trấn được yêu cầu tăng cường kiểm tra vào ban đêm những cung đường vào vườn mãng cầu của người dân, đặc biệt những khu vực vườn sắp vào đợt thu hoạch. Bà con nông dân cung cấp cái số mà thửa vườn á là sắp thu hoạch để là công an phối hợp với xã đội đi tuần tra những khu vực đó để hạn chế lại cái tình hình mắc trồng mãng cầu. Cái thứ ba là góc độ cái nghiệp vụ của công an thì trước mắt thì sẽ mời các đối tượng về có tiền án tiền sự về trộm cắp tài sản lên để răn đe giáo dục. Đối tượng thứ hai đó là sẽ mời các đối tượng mà có tiền án tiền sự về ma túy á để cũng lập hồ sơ răn đe, tại vì đối tượng này á thường xuyên là không có tiền sử dụng ma túy thì sẽ có khả năng là đi trộm cắp. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện còn tuyên truyền đến từng hộ và điểm thu mua mãng cầu trên địa bàn không mua mãng cầu không có nguồn gốc hợp pháp từ thanh thiếu niên đối tượng khả nghi đưa đến bán. Phát hiện những đối tượng khả nghi thì báo ngay cho chính quyền xử lý. Đồng thời chủ động rà soát phát hiện hành vi trộm cắp nông sản, trong đó có trộm cắp mãng cầu để xử lý nghiêm, để người dân yên tâm trong thời gian mãng cầu gần đến ngày thu hoạch. Người dân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, báo ngay cho công an huyện qua số điện thoại trực ban 02763 875013 để được tiếp nhận xử lý.